chuẩn bị cho trận bán kết của đội 1 đề nghị bà con nhân dân cho một trận thắng bại thắng bại cho đội 3 và đội 4. Cái này của đội 4 phải không? Rơi rơi. Đội 4 hả? Cứ nhả đi, cứ nhả qua xin mời các vận động viên lỏng tay. Lỏng tay. Lấy dây thẻ trong tay. Bao giờ cũng tín hiệu của trọng tài của hai đội có đồng bằng học đi. Bây giờ lỏng tay nó đứng lên đội 1. Đứng lên, 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 cho tín hiệu trọng tài nhá. Nơi bao giờ hô thì bắt đầu này. Hết mình. Bắt đầu. 1, 2, 3. Trận đấu đấu đầu tiên thì đội 4 đã giành thắng lợi vượt qua đội 3. Trọng tài yêu cầu hai đội đổi sân để thi đấu lần thứ hai. Đây là lượt trận thứ hai. Đội 4 đầu dây là hai mẹ con. Đây là hai mẹ con nhá. Bình tĩnh từ từ. Đội 3 từ từ. Đội 3 làm tay ra. Rất chi là lần nữa. Bắt đầu. 1, 2, 3. Rồi, bắt đầu rồi. Được thôi. Úi dồi ôi, sao nó quá xuống. Các cầu thủ đội 4 đã giành thắng lợi sau 2 lần kéo với tỷ số 2-0. Trận bán kết thứ nhất đã kết thúc. 2-0. Như vậy là chính thức. Là đội 4 đã có cái tấm vé đầu tiên là chơi ở trận chung kết của show ngày hôm nay. Và đội 3 và sẽ chơi ở trận tranh giải 3-4. Và bây giờ là đến lượt trận thứ 2 của vòng bán kết giữa đội số của đội 5 khi mời vận động viên của hai đội tiếp tục trở thành trí để cho trận bán kết hai. Trận bán kết thứ hai giữa đội 6 và đội 8 yêu cầu hai câu lạc bộ vào. Đây là trận bán kết thứ hai giữa đội 8 gặp đội 6. Đấy. Đây là các cầu thủ đội 8. Như vậy là trước khi vào trận thứ hai của trận bán kết thì ban tổ chức tôi đã nhận được những tấm lòng như vậy là động viên rất kịp thời với các vận động viên của đội 2. Một là bà Nga Minh và 200 nghìn đồng. Sau đây là trận bán kết thứ hai giữa đội 6 và đội 8. Yêu cầu bốn một đôi. Đội sáu không có hai mẹ con nhà. Là chị Bùi nhá, đây là hai mẹ con. Đây là con hai đội lòng tay.
đây là lượt tập thứ hai của vòng bán kết. Các đội 8 đã giành 1-0, hai đội đối sân và thi đấu lượt thứ hai. Đội 8 đã thắng ở lượt trận thứ nhất. Sau khi kết thúc ở lượt trận thứ hai vòng bán kết thì hai đội thua ở hai trận bán kết sẽ như vậy là thi đấu luôn là tranh giải 3-4, và hai đội thắng ở trận bán kết này sẽ thi đấu tranh chức vô địch của như vậy là môn thể dục kéo co năm 2024. Trận thứ hai đội 6 trận này đội 6 đội 8 hiện nay đội 8 dẫn số 1-0. Xin mời vận động viên của hai đội tiếp tục đổi vị trí và trở lại để chuẩn bị cho lượt trận thứ hai. Xin mời vận động viên của hai đội lên dây đặt tay, lên dây đặt tay. Sau đây trận bán kết thứ hai yêu cầu các đội chủ sơ quân số mỗi một đội 8 vận động viên, nếu đội nào chín đội vận động viên hạ luật loại con này kéo cái bật nằm ngang thôi, chưa bao giờ tín hiệu của trọng tài thì bắt đầu chuẩn bị nhá, bắt đầu đếm đến ba, bắt đầu 1, 2, 3 quá hay. Sau khi các cầu thủ 6 chịu thua nhưng mà không chịu bỏ, bỏ đi, gã là lăn tùng. Như vậy là đội chồng con của đội 8 nó vào chung kết. Không, 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 không